Ôi thơm quá anh chị ơi, ước gì mà anh chị có ở đây để em cùng chia sẻ với các anh chị hương thơm của dòng hoa này, đó chính là tre tím. Một hương thơm vô cùng ngọt ngào mà nó sẽ đặc biệt hơn những cái dòng đen rô nắng khác. Nó có một chút gì đó nó pha giống như là mùi lài á các anh chị, rất là đặc biệt ha. Và tre tím hôm nay em đang tìm được một cái lô chậu phải nói là cực đỉnh luôn, hàng phi 18. Mà mình thấy cái chất cây nè anh chị, mập mạp nha, và vòi nụ lên siêu nhiều luôn. Đây nè mọi người nè, tre tím à, một cái chậu tre tím hàng phi 18 như thế này để mà sở hữu á, các anh chị mình phải tốn ít nhất là 200 tới 220 ngàn, thậm chí có nơi người ta bán cho mình 250 ngàn chưa bao phí vận chuyển. Nhưng hôm nay may mắn khi các anh chị mình đang xem video này, với một chậu chỉ có 180 ngàn thôi, mình ngồi tại nhà mình nhận hàng, mình được đồng kiểm với shipper và đặc biệt là sẽ không tốn thêm tiền ship. Nếu yêu thích dòng tre tím thì các anh chị mình có thể bình luận ha để em lựa cho mình. Ví dụ như mình thích vòi dài như thế này, em sẽ lựa cho anh chị vòi dài. Anh chị nào ở xa em có thể lựa cho mình những cây vòi ngắn mà nó mập mạp như vậy, để cho các anh chị mình nhận hàng được yên tâm hơn ha khi mình ở xa. Với tre tím thì ngoài cái thân thủ đẹp và hương thơm ha, thì các anh chị mình nhìn thấy cái khuôn hoa của nó cũng là một dạng cánh bay rất là xinh xắn. Nó là màu tím hồng nha. Và cái thân thủ này thì các anh chị mình trồng càng lâu nó sẽ cao to, và độ lập hoa với lại là độ ra hoa của nó thì cực kỳ khỏe. Nếu như mà anh chị mình đang yêu thích, mình đang tìm cái dòng tre này, thì các anh chị mình có thể liên hệ về với Hoa Lan Di Phong các anh chị nha.